ô xin tổng chào cô chú anh chị nha à, như đã hứa thì hôm nay mình sẽ nói về chính trị chút xíu nha à, cũng tập tập nói chính trị đi vì mình cũng lớn tuổi rồi thì cũng tập tành đi ha, cô chú anh chị vì sao à, có chính trị thì mới có chính em và có chính em thì mới có tiền à, có tiền thì sao mới có kinh tế hai cô chú anh chị rồi à, tổng chào cô chú anh chị nha có ai đầu chào trời à. Mời cô chú anh chị vô nha, vô đi coi nếu như âm thanh ok thì cho tôi lên phạm số 1 nha. Hôm nay thì nói về vấn đề của là vụ án tập đoàn Thuận An. À, cái vụ việc mà tập đoàn Phúc Sơn á thì chưa xử lý xong thì bây giờ lại tới là tập đoàn Thuận An. Nhà cô chú anh chị vậy thì tập đoàn Thuận An như thế nào? Nó có à, nổi tiếng bằng là tập đoàn Phúc Sơn hay không? Thì cô chú anh chị thấy là vụ tập đoàn Phúc Sơn á thì à, sau khi đó chỉ có một thời gian ngắn thì ông là chủ tịch nước Võ Văn Thưởng xin từ chức. Và từ chức với lý do gì thì chỉ nói rằng là vi phạm vào điều lệ của đảng mà thôi. Nhà cô chú anh chị, nhưng mà trong cái việc mà nhận hối lộ đó thì có ông là tránh văn phòng huyện Mang Thiết là cái quê hương của ông Võ Văn Thưởng. À, nghe những tin đồn nói rằng là có bà con, anh em họ hàng chi với ông Võ Văn Thưởng. Thì đó cũng chỉ là chân đồn mà thôi. Vậy thì chúng ta hôm nay bỏ qua cái chuyện mà ông Hậu Pháo đi. Và chúng ta thử coi coi cái việc mà ông là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Mà bây giờ trên mạng xã hội và rất nhiều Facebooker đang đồn đoán, à, đang suy nghĩ. Và hiện tại bây giờ không biết là ông ta có phải là đang ở Bệnh viện 108, 108 hay không. Nhưng mà bây giờ thì trước tiên Tôn Phạm sẽ đọc cho cô chú chị báo xây dựng chính sách pháp luật à âm thanh ok nha à, nghe cái vụ này không ai không ai dám bình luận đúng không Thôi, ngồi nghe đi vụ án tập đoàn thuận an tập trung lực lượng mở rộng điều tra xử lý nghiêm sai phạm thu hồi triệt để tài sản à ông cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các bị can sai phạm tại tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản. Wow, các chú anh chị thì kinh ngạc. À rồi. Liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn Thuận An đến thời điểm hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can, trong đó có 3 bị can là chủ tịch, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc tập đoàn Thuận An, 3 bị can là lãnh đạo cán bộ quản lý ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang nói chung á là tập đoàn Thuận An này là đấu thầu về vấn đề là nói chung về nói chung là sao đường đường nhiều lắm như cô chú anh chị vậy thì ai là người đứng đằng sau phải dĩ nhiên là phải có người ký tá khi cô chú anh chị bất kỳ mà làm cái dự án nào mang tầm quốc gia là phải có từ trung ương người ta ký và ở đây những cái tin đồn thì nói rằng là có thể là ông Vương Đình Huệ không có ký tá Nhưng ông phạm Phạm gì ta? Tôi quên mất tiêu rồi Tôi coi tôi, phạm gì tôi quên mất tiêu rồi Phạm mà Phạm mà Phạm gì ta? Phạm Thái An à? Sao cứ dính líu họ phạm tôi? À đúng rồi Phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội Trợ lý chủ tịch quốc hội Phạm Thái Hà À Đó ông Phạm Thái Hà này là chào Phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội nhiều khi đó uh, ông chủ không làm mà phó làm Phạm Hà, Phạm Thái Hà, như Chu Trần, anh Chu Trần biết hay lắm nè Phạm Thái Hà. Đó nhiều khi ông ông này ông làm chủ không làm mà coi như là uh, lính làm thì sao? Dĩ nhiên là, là là sao? Mình bị liên can thì mình xin nghĩ thôi. à Nhưng mà thôi để tôi đọc báo hết đi, để đọc hết cái báo đi đấy nha. À, đây rồi. Các địa phương cũng đang khẩn trương tiến hành rà soát kiểm tra các dự án gói thầu có liên quan tới tập đoàn thuận An à, cái này tập đoàn Thuận An này nó mạnh hơn là tập đoàn Phúc Sơn nha cô chú anh chị không phải đơn giản đâu nha Bộ Công An đề nghị cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến gói thầu của tập đoàn Thuận An này đó ngày 16 tháng 4 thông tin từ ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk là cho biết là cục cảnh sát là nhiều lắm nói chung là ở nơi đâu cũng dính tới là Thuận An rồi tỉnh Phú Yên nè đó Đắk Lắk rồi tỉnh Phú Yên là yêu cầu kiểm tra các dự án liên quan đến tập đoàn Thuận An nè rồi là Quảng Nam nè khẩn trương rà soát các công trình dự án liên quan đến tập đoàn Thuận An là đó cô chú anh chị thấy chưa rồi a à, à, nói chung nhiều quá khởi tố chủ tịch tổng giám đốc phó tổng giám đốc tập đoàn Thuận An má ơi đây. rồi cái này cô cho cô chú chị nhìn mấy ông này ghê quá nha rồi ừ. ông này là ông một là ông Nguyễn Duy Hưng chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Thuận An về tội đã vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ quy định tại khoản 3 cô chú anh chị xem đưa hối lộ luôn nha rồi ông Nguyễn Khắc Mẫn nè, Trần Anh Quang nè, rồi khởi tố giám đốc phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng nè, ủa nhiều quá nha cô chú anh chị, tôi thì thật sự là mình cũng không rành mấy ông này nhưng mà thôi để đọc báo cho cô chú anh chị đi, à, đây này, à, ông Nguyễn Dư Hưng nè, bị can là ông Nguyễn Khắc Mẫn nè, phó tổng giám đốc nè, rồi đưa hối lộ cho là Trần Anh Quang là tổng giám đốc công ty nè, u sổ sáu bảy ông người luôn, rồi, đây thì thật sự như tôi phạm biết á những cái dự án những cái dự án mà những cái tập đoàn đó, thông thường là người ta phải có những người ở cấp trên người ta ký tá như cô chúng chị và trong cái vụ của bà Nguyễn Phương Hằng cũng vậy chính Thanh Trần cũng từng nói với tôi phạm rằng là Bộ Công An người ta vào để bắt kinh tế à, cô chú chị tại sao Thanh Trần biết là cái việc mà của bà Hằng mà bắt kinh tế nhưng mà thôi việc của bà Hằng qua một bên đi hôm nay tôi sẽ đưa cô chú chị một số những tin đồn nha tin đồn mới có đúng hay không mà đồn tào lao trật bụp. đây hey, để cho cô chú chị nha tôi đọc tin đồn Đồn thôi, đồn thôi, đây Xuất hiện thông tin thôi. Xuất hiện thông tin Ông Vương Đình Huệ viết đơn từ chức à, Thông tin này có đúng hay không nha Tôi chỉ cho cô chú anh chị tham khảo thôi nha Tham khảo đừng đừng bình luận nhiều Cái này là cái về vấn đề chính trị đó Nói chung đó là cô chú anh chị biết nghe thôi nha Đừng có nói nhiều Ngày 17 tháng 4 năm 2024 Trên facebook cá nhân của ông Lê Trung Khoa Loan tin Thật sự đó ông Lê Trung Khoa này là ai Cô chú anh chị ông Lê Trung Khoa này á là một á là người cũng làm YouTube mà có một cái kênh YouTube là thời báo nha cô chú chị là thời báo đó thì ông này nói rất rất là nhiều về vấn đề chính trường ở Việt Nam thời báo đó và ông Lê Công Khoa này á, là có viết loan tin rằng á, Lê Trung Khoa loan tin rằng ông Vương Đình Huệ chủ tịch Quốc hội Cộng sản vừa mới viết xong đơn từ chức cùng ngày 17 tháng 4 ông Huệ đã phải đến làm việc với Ủy ban kiểm tra Trung ương của ông Trần Cẩm Tú và suýt ngất khi thấy chứng cứ sai phạm của mình đã quá đầy đủ. Các chân rết của ông Huệ to như to như càng cua, theo ông Khoa. Ông Huệ được cho là người đứng sau công ty Thuận An của Nguyễn Duy Hưng mới bị bắt vào ngày 15 tháng 4. Ngoài ra, ông Huệ được cho là còn có liên quan tới tập đoàn Thiên Minh Đức ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An của Khoa Nam Phi trước thông tin của ông Khoa một số dư luận bày tỏ vẫn chờ đợi nguồn tin của bà Lê Nguyễn Hương Trà. À... Lê Nguyễn Hương Trà thì cô chú chị bởi nghe Hương Trà hình như là có cái bài vì gì đó nha Hương Trà tôi không biết cái ví dụ đó thì tôi không không rành mấy vụ đó nha bỏ qua ví dụ đó đi Nguyễn Hương Trà bởi vì hai lần trước khi ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Võ Văn Thưởng cựu chủ tịch nước nộp đơn từ chức bà Trà đã đưa rất chính xác trước uh, trước 4 ngày xảy ra sự việc à thì đó là trước thông tin ông Khoa một số dư luận bày tỏ vẫn chờ đợi nguồn tin của bà Lê Nguyễn Hương Trà uh, bởi vì hai lần trước khi ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Võ Văn Thưởng cựu chủ tịch trước uh, nước nộp đơn từ chức bà trà đã đưa rất chính xác trước 4 ngày sẽ là việc được... à vậy là phải chờ thông tin của bà Hương trà để thử coi bà nói đúng không tại vì cái hai thông tin kia đó là thông tin là ông Thưởng và ông Phúc quá thì bị đã phải chờ bà Hương trà này bà Hương trà này nghe một con quen nhỉ có phải bà Hương trà là ca sĩ chúng ta không nhớ không lầm bà trà đưa rất chính xác trước 4 ngày xảy ra sự việc nhưng cho đến hiện tại Facebook cá nhân của bà Trà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Được biết ông Huệ vừa kết thúc chuyến đi sứ à, sang Trung cộng chưa được một tuần thì sau đó Nguyễn duy hưng Nguyễn duy hưng à, thì rồi, hiện tại sứ à, sang Trung quốc à, chưa được một tuần thì sau đó Nguyễn duy hưng người được cho là đàn em của ông Huệ đã bị lính của ông tô Lâm bộ trưởng công an ném vào lò rồi. Trước đó, ông Bùi Thanh Hiếu đã được đưa tin rằng ông Huệ sẽ chuyển sang ngồi vào ghế chống của ông Võ Văn Thưởng để lại do sức ép của phía Tô Lâm. Tuy nhiên, đến nay, sự kiện này chưa xảy ra mà sự kiện oái âm khác đã xuất hiện. Và đó, rồi em nghe nói là ông Vương Đình Huệ đang á, là ở là bệnh viện. Để tôi không biết có đúng không? Toàn là tin đồn không à? Nha. Nhưng mà cô chú như vậy, cẩn thận nha. Đây chỉ là những tin đồn thôi. Nên chúng ta cẩn thận nha, cẩn thận củi lửa. Đó, vì sao phải nghe báo chính thống thì khi nào có báo thì mình đọc. Còn bây giờ chỉ nghe tin đồn nha, đồn thôi. Đó cô chú anh chị nên nhớ nhá, để tôi đi kiếm hãy hãy đừng nghe nha. Tin đồn không nha cô chú anh chị để tôi đi kiếm một số tin rồi tôi đưa cho cô chú anh chị nha. Đây chỉ có là chỉ tên là tin đồn. Rồi để coi con đồn gì nữa không đây. Đồn kinh quá, đồn gì ghê vậy trời. Nghe. Đó, đồn nữa nè. À đồn nè. Hương Tràm. Hương Tràm 1995 báo tin anh Huệ hôm nay vào bệnh viện quân y 108 cấp cứu Vậy quý tử này sẽ đời đâu? Ô, ta tin đồn không à? Không có đâu chắc này tần đồn không tuần bậy à, Không có nghe cô chú chị Không biết có đúng hay không nha cô chú chị đợi đi nha Toàn là sẽ tin đồn không mà Đồn không biết đồn chúng không? Hồi xưa cái bà Hương Tràm mà đồn thì chúng mà bây giờ đồn anh Huệ này chắc không Tôi nghĩ không chúng cô chú chị bình tĩnh nha Tôi chỉ đưa tin cho cô chú chị vậy thôi Thôi vậy là hết rồi đó Uh, tin như vậy thôi nha rất căng vụ án tập đoàn uh, Thuận An dạy tin tức tới đây là hết chấm dứt nha cô chú chị Được thôi đọc comment là xuống vậy thôi nha Tại vì sao phải đợi báo chí uh, chính thống báo của Việt Nam đưa tin còn đây là chỉ là báo nước ngoài và những tin đồn trên Facebook mà thôi đó người ta đồn chúng hay không tôi là tôi không biết nha tôi chỉ đưa tin như vậy thôi đợi coi như là uh, bộ công an rà soát về vụ án uh, tập đoàn uh, là À, thuận an này nó cũng giống như là thuận à, có như là vụ án của là phúc sơn hay không đã hậu pháo đó như cô chú chị bởi vậy, vậy ở đây đó là như tôn phạm cũng đã nói rồi tất cả những dự án mà mang tầm quốc gia nha thì hầu như là toàn cấp trên ký không à mà khi đã dính chàm thì toàn là chủ tịch cho tới là phó bí thư huyện ủy cái gì là đi hết cô chú chị thấy vụ của là hậu pháo không đúng không từ Quảng Ngãi cho tới Quảng Nam rồi xuống tận cả Vĩnh Long nữa nha cô chị nói về chủ đề đi bình luận đi khen đẹp trai xấu quá à tôi nói tới đây thôi tôi chỉ đưa tin thôi tin đồn cho nó vui giờ giờ, giờ. chào cô chú anh chị có đúng không anh như Trần nói đúng không đó anh nói chính xác đó tôi phạm chị nói sơ sơ vậy thôi nha ba tới bốn tỉnh dính vụ này hả à? bốn tỉnh là oh, ghê lắm nha và hiện tại bây giờ người ta đang ra soát hết đó đó à, rồi à, chào buổi tối anh Tony Phạm không ai bình luận đã hết hết chủ đề thôi tôi chỉ nói tới đó thôi để chờ đợi thôi cái này chỉ là tin đồn nha cô chúng chị tại vì bây giờ đó có những người người ta nói về chính trị đó người ta biết nhưng mà thật sự ra mình cũng không tham gia vào chính trị nhưng mà lâu lâu mình chọt vô một cái tại vì thật sự ra khi mà nói tới là ghế bay rồi kia đó thì chúng ta lại liên tưởng tới bà Hằng nha cô chúng chị tại vì sao bà biết nhiều quá nên là bà biết là trước là những cái vận hạn của các quan chức như thế nào, ghế bay vèo vèo thì cô chú chị cũng biết rồi. Mà ở đây đó là các doanh nghiệp mà khi người ta bị bắt nha, tập đoàn là bị bắt đó, Bắc Giang bắt rồi đó hả? Ôi rồi, Bắc Giang đó. Bây giờ đi tới Bắc Giang, bây giờ đang điều tra tới đây, coi như Đắk Lắk nữa. Nha. Đấy, anh nghĩ chị Phương Hằng có cuối tháng này hay có về không à? Có thể. Đợi đi. Người ta cũng cũng nhạc chỉ là tin đồn thôi. Đúng không? 30 tháng 4 là mới biết được. 30 tháng 4 này mới biết được còn bây giờ là chúng ta cũng chỉ là đợi đợi chờ thôi mà tôn đức phạm đã hứa là nói về cái vụ của này thì không biết là ông vương đình huệ có sao không thì không biết nữa nha hên xui tại vì bây giờ trên facebook nói rất là nhiều nha người ta đi tin đồn mà lúc trước đó khi mà vụ hậu pháo xảy ra đó thì người ta cũng đồn là cũng đồn là ông võ văn thưởng là xin từ chức mà đúng y chang mà bây giờ tới cái vụ mà à, thuận an này thì cũng nghe tin đồn À, mà ở đây á là ông á, là vương đình huệ mới đi qua trung quốc mà đúng không ở đi qua trung quốc thì ở đây tự nhiên là hốt là tập đoàn thuận an luôn nhưng mà thuận an á thì sao rất là lớn nha cô chú anh chị nói chung á là trải dài tất cả các nước thậm chí cả thành phố hồ chí minh luôn có những dự án có những dự án rồi thì cô chú anh chị cứ nhớ lên nhớ như thế này nè dự án đó mang tầm quốc gia thì từ ông chủ tịch cho tới bí thư người ta ký tá hết nhưng mà nhiều khi đó là à, nó à, nó giống cái kiểu mà nhập nhằn nó kia đó, đâm ra nó khó. Nha cô chú anh chị thì tôi không biết gì, bây giờ chịu đư tới như vậy thôi nha. Thanh biên trần bản chất cơ cấu xã hội đã đang và sẽ mãi mãi như vậy mà thôi à? à cô chú anh chị thấy không? Bởi vậy cái gì cũng vậy toàn hối lộ không à. Toàn là ăn ăn hối lộ rồi tham nhũng không à. à rất là nhiều các doanh nghiệp là bị bắt thì cứ doanh nghiệp nào bị bắt cứ tập đoàn nào bị bắt thì sao là các ông lớn bị đây cô chú chị thấy vụ ký test không vụ ký test đó thì sao ông phúc cũng xin nghỉ mà cũng liên quan tới vụ ký test rồi tới vụ hậu pháo thì ông võ văn tưởng cũng xin rồi bây giờ tới cái vụ mà à, thuận an này thì cũng là nghe đồn nghe đồn thôi nha cô chú chị nhưng thực chất là đó là ông phạm thái hà đó là phó chủ nhiệm của, của quốc hội tại vì có liên quan tới thuận an chưa thật sự ông vượng có hay không thì không biết nhưng mà ông phạm thái hà nhưng mà lính mình làm thì mình phải chịu chứ đúng không cái gì cũng vậy thôi lính làm thì mình cũng phải chịu đó vậy thôi đơn giản là vậy thôi đúng không rồi vụ năm ngàn đô chị thắng kiện chưa thầy năm ngàn đô nào à, tôi tôi bộ trưởng bộ quét phòng sao không thấy tiền bạc đâu vậy ta kiểu này mình trong sạch về làm bộ trưởng bộ nội vụ đi đúng không à, rồi còn gì anh anh mong vụ bên to bên nhỏ thôi đây bình luận vô cho tôi cho tôi tôi, tôi tôi hết chủ đề rồi tôi nói tới đó thôi mà tại vì sao tôi nói nói nói, nói chung là mình không dám đi sâu biết nhưng mà nói nó phải có có chừng có mực thôi như cô chú anh chị bây giờ hỏi tôi nó phạm đi tôi phạm nói, nói nè chứ bây giờ nói nhiều quá nó bị không không có tốt nói chung là như vậy thì không có tốt nha đấy thì bây giờ là gì anh nghĩ chị ấy có thể rời Việt Nam sau khi chị ấy được ra khỏi khám hay không anh tính nói cái chủ đề này nè Thôi để mai nói đi Tại vì anh cũng có tin này Nhưng mà thử để mai nói đi Sẽ có là giống y như em nói đó chị Sang Nguyễn Nha Sẽ không bao giờ ông nói Ngày mai nói Cái vụ chủ đề mà chị Hằng chị ra tù Tù rồi có đi ra nước ngoài không Để tính là bữa nay nói Nhưng mà thôi Là không được Bây giờ tập trung vô cái vụ mà uh, uh, Tập đoàn Thuận An thì coi có ai có tin tức gì không Nói tôi nghe coi anh tôn Tony Phạm uh, cho em xin số điện thoại anh Thủy Phan để em xin việc làm cho con em Ờ, uh, uh, khó lắm, tại vì anh cũng không có số điện thoại Anh chỉ liên lạc bên Facebook thôi là Thông cảm đi, anh không có số điện thoại của anh Thủy Phan nha Đấy, vậy thôi, có ai hỏi gì nữa không? À, uh, anh uh, khởi vụ chung thế nào? Em đâu có biết vụ chung chiếc gì đâu nha Thôi uh, thì không có không có ý kiến thì xuống thôi đúng không? Em nghĩ chắc chắn chị ấy sẽ kiếm cách Kiếm cái con kỳ khô gì, em nói gì kỳ vậy Người ta có quốc tịch đảo ship mà kiếm gì À, nhưng mà cái chủ đề này để nó lãng bây giờ tập trung vô cái vấn đề thuận an dùm đi có ai biết tin gì nói cho tôi nghe không là tôi đọc comment thôi tôi không có dám nói nhiều tại vì tôi biết nhiều tôi nhắm nói nhiều còn cái vụ của chị hằng ngày mai có đi về có đảo ship hay không đó đi mỹ không đi mỹ không, đi mỹ không có đi mỹ đâu đi đảo ship đi đảo ship á nhà không có đi mỹ nha nghe tin thì đi mỹ nhưng mà anh nghĩ rằng là đi đảo ship à, không biết như thế nào thôi để ngày mai nói đi nha đi mỹ không đi mỹ đi đảo ship trước đi đi đảo ship tại vì là bà hằng á bà có bất động sản ở bên đảo ship á hai triệu đô bà có bất động sản bên đó nhà có có độ bất động sản bên đó nên đi mỹ thì không biết là có bất động sản hay không thì không biết nhưng mà bên đảo ship là bà ta có không đâu mỹ mà không ạ thì anh không biết vậy thôi anh cứ nói đi đảo ship thôi Rồi em đi mỹ đi mỹ đi anh biết mà nhưng mà anh không muốn nói bây giờ ngày mai nói tại vì bây giờ chủ yếu tập trung vào cái vấn đề là thuật an này Đúng nè, mở rộng điều tra vụ án thuật an này chị tony ơi chị nói sao chị bị Uh, cấm vào việt nam nhé đấy thì tôi nói vậy thôi tôi đâu dám nói nhiều đâu đúng không nói chơi chơi thôi đây là những tin đồn như cô chú chị đừng có tin nha chị hàng xét qua kali ở từ từ đi chị Quang sẽ qua xét qua kali đừng có nói chị hàng nữa nha cái tin này là chỉ là tin đồn thôi nha cô chú anh chị cái này tin đồn thôi chứ thực sự không có nha đó những cái youtube mà lên nói tầm tầm xào mà nhà facebook mà kia nha không có tin nha đây là chỉ là những tin đồn đây là những cái bài báo thì ông lê đăng khoa này đó thì thật sự là ông bên thời báo ông chuyên môn nói về chính trị nói về các quan chức ở việt nam nha nói về có gì tùm lum tất lả trơn á nhưng mà tôn đức phạm không có muốn nói về vấn đề này sâu tại vì sao nói chung là mình không không biết nói chính trị là mình biết mình chỉ biết chính em thôi nên thì chủ yếu là nói như vậy thôi đây cũng là những tin đồn và thực hư ông vương đình huệ có suy nghĩ hay không thì chúng ta phải đợi coi như là báo chí ở việt nam đấy có báo chính nhắn tin cho tôi nè à. thôi ông dân trí ạ à, chú báo dân trí họ tôi đọc ông báo của ông dân trí nữa à, đưa tin cho tôi đó thôi giờ còn nói gì ta bây giờ sàm sàm chơi là cô chú chị ta à, coi nha anh hỏi dùm em Tony không thì em cho số điện thoại à, con em cho anh cho ở em ở đâu ở Việt Nam hay ở bên bên Mỹ này hả Diệu 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 Diệu, Diệu Phú ở Việt Nam hay ở đâu hả em ở Việt Nam hay ở đâu Ông, ông này làm sao bọc gb à nói chung á nó thẳng cho một câu như thế này nè nhiều khi đó phải có người ta mới nói và những tin tức của những người nói về chính trị đó ở đâu ra cô chú chị từ trong nước đưa ra em bên mỹ à ô bên mỹ thì để từ từ đi nói sao những cái tin tức mà nói về chính trường ở việt nam đó dĩ nhiên là ở việt nam sẽ đưa cho nước ngoài trương quốc huy cũng vậy N10TV đó có những tin tức nói về vấn đề của các quan chức thì dĩ nhiên phải ở Việt Nam đưa tin. Nhờ cô chúng chị. Rồi cái ông mà Lê Đăng Khoa này cũng vậy thôi. Có nghĩa rằng là, là từ Việt Nam đưa tin. Phải có. Nhưng giống như Tôn Phạm cũng đã nói rồi. Có nghĩa rằng chính trường đó là người ta phải là nhiều khi đó là phải là xuyên tạc. Phải nói bốc lâm chút xíu. Có một quốc đơn 10 nhà cô chú anh chị đó là truyền thông cô chú anh chị nên nhớ như vậy truyền thông nó chỉ có một thôi nhưng để hạ bệ uy tín của một ai đó thì bắt đầu là người ta thậm chí là người ta chơi là giả luôn tin giả luôn để người ta hạ bệ đối phương của mình đó là truyền thông nhà cô chú anh chị vậy vậy á những cái việc mà những người nước ngoài đó người ta nói về chính trường việt nam đó là hầu như là tin trong nước đưa ra không ạ à? Chứ làm gì có hả cô chú chị Phải có tin từ trong nước đưa ra Nhưng mà tin trong nước đưa ra một Thì người ta quất lên là sao 10 Có nghĩa là khuếch trương lên Để nhằm hạ bệ ai đó Như cô chú chị đó. Bên Mỹ này cũng vậy thôi Chứ không phải có nói về Việt Nam Ở đâu cũng vậy khi mà thương trường Chính trường là đều có phe phái Đều phải có hội nhóm Ở bên Mỹ này cũng vậy thôi hai đảng đó là đảng cộng hòa và đảng dân chủ lúc nào cũng đối đầu nhau lúc nào cũng moi móc tròi chọc những cái quan chức ví dụ như ông tổng thống trump nè ông john biden nè hoặc là những cái quan chức của hai phe phái đó người ta tìm các thông tin là đời sống riêng tư ông này đi với bà kia Đổi là cái này tùm lum hết trơn để chi để người ta quăng lên trên mạng đó để nhằm hạ bệ ha đừng để cho người dân nó ơ cái thằng đó nha nó đi trai gái đi đồi cờ bạc tùm lum ta lại nha nên đừng có bầu cho nó Đó là chính trường ở chỗ đó Phe phái, đảng phái là chỗ này Ở bên Mỹ cũng vậy cô chú chị ạ Tại sao đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ đó Lúc nào cũng đối đầu nhau Nhưng cô chú chị cũng thương nhau ra tòa đó Hiện tại bây giờ cô chú chị không? thương chung Thương chung một tội hình sự luôn Đó cô chú chị kinh không Đó chủ yếu là sao Nhằm hạ bệ trong chung không được làm tổng thống nữa Vậy thôi Tìm một cách thì ở đâu cũng vậy nha đấy chờ minh chí quách có biết cái vụ này không đó đúng không minh chí quách ở bên mỹ nè thì đảng mà hai đảng mà đó đảng này đảng kia đó đảng cộng hòa đảng dân chủ cô chú chị ta cũng đấu đá nhau hoài thôi à cũng coi như là nói xấu thằng này nói xấu thằng kia đó ông trôn uh, dân chủ thì nói xấu đảng cộng hòa đảng cộng hòa nói xấu dân chủ cứ nói xấu qua nói xấu lại thôi đó nhưng mà lúc cuộc sao xong rồi cũng hề sao được một cái rằng á tôn đức phạm cũng nói thẳng như thế này nè ở Mỹ đó tuy rằng là hai đảng nhưng mà khi người ta đấu đá đánh nhau nhưng mà để mà được cái ghế rồi đó sau đó là người ta hòa hợp lại để tại vì 4 năm để chi để xây dựng đất nước đó là sư Mỹ là chỗ đó ờ, ở, ở, Úc hả ở ờ, mình chỉ quay ở Úc đúng không Úc có vậy không ta Mỹ là như vậy đó tuy rằng hai đảng Cộng hòa và Dân chủ lúc nào cũng đấu đá nhau cứ chuẩn bị bầu cử là đấu đá để chi hệ cô chú ý, nhằm hạ bệ đối thủ của mình để chỉ để cho cái đảng của mình được lên làm tổng thống nhưng mà khi mà đã được tổng thống rồi thì sao cô chú chị người ta hòa hợp lại à nó hay chỗ đó đó chỉ khi tranh cử thôi thì moi móc tròi chọc nói xấu nhau ta là bùng binh nhưng mà khi đã đoạt có như đã đậu vào chân tổng thống rồi thì bắt đầu là hai đảng họp chung lại một chỗ để chi để xây dựng đất nước. Đó, Úc cũng giống Mỹ như Mỹ à, à nhưng mà Úc gần về về, về 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 Việt Nam gần đúng không? Đối ở Việt Nam thì sao cô chú chị, Việt Nam chắc cũng vậy đúng không hay là khác? Tôi không biết nha, tôi chỉ nói về Mỹ là như vậy thôi. Tại vì thật sự là chính trường Việt Nam thì cô chú chị cũng đã thấy rồi. Đúng không? Đấu đá ở đâu cũng vậy. Cũng đấu đá, đá đá, đá đấu, đấu 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 đá, đá đá lại bùng minh, cũng tranh giành ngôi vị, cũng coi thư kiện. Cô chú chị theo ông Kim cũng chúng bây giờ bị thư kiện tá lại bùng binh nhưng mà Việt Nam cũng có thư kiện được không Việt Nam là xin từ chức là cho nhanh đúng không rồi Ồ, tình thất bồng lai đang có biến à có không ở đâu và lại coi coi tình có biến không có biến thật à thì coi coi tình thất bồng lai có biến sao từ từ coi nha tính này tin đồn nữa nha cô chú anh chị nha kể cả ông tổng thống làm sai thì nó xử ngay đúng rồi ở đâu cũng vậy thôi nha ở đâu cũng vậy thôi nhưng mà ở đây á tại sao tôi phạm nói rằng á là trước khi bầu cử là sao? Người ta vẫn cứ đấu đá. Nhưng mà khi đã chọn ra được một người làm tổng thống rồi thì là người ta hòa hợp lại hai đảng hòa hợp lại với nhau để xây dựng đất nước lên. Như cô chú chị, nhưng mà bắt đầu chuẩn bị mà tranh giành cái ghế nữa thì bắt đầu lại đấu đá. Là như vậy. À gì biết về chính trị biết về biết gì về chính trị mà nói chính trị chính trị nó chính trị đi tôi nói Bởi tôi đâu biết nó chính trị đâu tôi nói vậy thôi nó chơi chơi cho vui vui thôi lên nói cho vui thôi nha đã lại coi coi tình thất vọng lai có chuyện gì không nào tình mới nhất đó tình thất vọng lai có biến đúng không ai nói tình thất vọng lai có biến có không nó có gì đâu mà biến Với không biến đâu có gì đâu ai nói ai nói tình thất vọng lai có biến này nói về hôm nay bữa này nói về chính em nha tin đồn tin đồn rằng là ông Vương Đình Huệ xin nghỉ. Có đúng hay không hả cô chú anh chị? Đây cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Tại vì sao tin đồn cũng chỉ là tin đồn. Nhiều khi nó trúng mà nhiều khi nó cũng chặt nữa nha cô chú anh chị. Mà hai vụ kia đó đồn ông Võ Thưởng xin từ chức là có rồi. Còn ông Vương Đình Huệ này thì cô chú anh chị cứ đợi đi thử hai tuần nữa. Khi mà báo chí Việt Nam người ta đưa tin thì chúng ta mới biết được. Còn bây giờ cũng chỉ là tin đồn nha cô chú anh chị tôn đức phạm cũng không dám nói sâu nữa, tại vì nói nhiều quá, nói xấu quá thì dĩ nhiên là ai hấp như cô chú anh chị đúng không? nhưng mà không sao, tại vì sao tôn đức phạm mà cũng đã nói rồi đúng không? À, có anh hả? có không? À, tin đồn là tin đồn nha, bà con ơi cẩn thận củi lửa nha bà con ơi, à, bố ai biết mà ông hỏi ai biết đúng không? nhiều người cứ nói là tôn đức phạm là sao người trong tứ trụ tôi tứ cái gì? một chân một chỗ không có vậy đó tứ trụ đúng không thôi nha à, ở đây thì nói sơ chút xíu là tập đoàn thuận an này đó, có dính dáng tới ông là vương điều Hại không thì chúng ta hoàn toàn chưa biết nha và có bắt một số chủ tịch hay không đó thì chúng ta cũng từ từ tại vì mới bắt đây mà chủ, coi như là tập đoàn thuận an này mới bắt ngày 15 tháng 4 thôi chỉ có mấy ngày thôi và bây giờ là người ta đang là huy động lực lượng bộ công an là huy động lực lượng mở rộng điều tra về vụ án thuận an này có liên quan rất là nhiều mà tôi lo nhất đó là thành phố Hồ Chí Minh tại vì Thuận An cũng có rất là nhiều những dự án ở thành phố Hồ Chí Minh và có rất là nhiều người đang trông chờ là hai người à, hai người nha thì không biết là như thế nào không biết hên xui đi này cô chú chị chúng ta đợi đi nếu như mà ông trọng mà ông triệt để mà ông làm ha thành phố Hồ Chí Minh đúng không Sài Gòn á sẽ có biến đúng không và ai sẽ là người đi thì cô chú chị cũng biết rồi đúng không những người ủng hộ bà nguyễn Phương rất muốn là ai là cái ông đó đi đúng không nhưng mà không biết đi không tôi không biết nha yeah. rất muốn mà đi không tôi không biết đúng không còn một người nữa ha mà ông kim mao hay nói rằng là ai anh là anh gì anh uh, hải heo hả à? anh gì uh, hải hải heo hay gì đó ông ông gì hải mập hải heo hải muốn cái gì đó tôi không biết nha ông Kim mà hay nói lắm nha đó tin đồn có khi là nói chính xác à không biết đó cái này chính là tin đồn thôi nha cô chú chị đây là tin đồn thôi nha đừng có đừng có để bụng nha nghe chơi cho vui thôi nha đợi đi cơ quan chức năng đợi có khi nào mà bộ công an á báo chí chính thống đó, đưa tin ra thì chúng ta biết nha còn bây giờ cũng chỉ là tin đồn nghe chưa rồi à, tin đồn có khi không có đâu công an phong tỏa không cho vào ở đâu Tình thất Bồng Lai like hả? Có không? Phải không? Đó? Tình thất Bồng Lai like bị phong tỏa rồi hả? Má ơi ghê vậy trời. Ai đưa tin ở đâu? Ở đâu vậy Phương Minh? Tin này đấy ở đâu? Tình thất Bồng Lai like bị phong tỏa hả? Để coi coi. Để, để, để coi. Ở đâu vậy? Qua có ai coi có có YouTube là đưa tin không? Qua YouTube là đưa tin chưa? Tình thất Bồng Lai like bị phong tỏa hả? Để coi coi. Ông Hồ Văn Thuận đâu rồi? Ông Hồ Văn Thuận là nhanh nhất luôn mà không có không có đưa tin thì sao đưa? Đây Văn thuận đây đây, đây 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 đây. đây. Xem xét hành vi loạn luân Thiền Nam phản tố giữ uh, giữ chưa à? Xem xét hành vi Thuận An à? Có hả? À? thất bồng lai hả? À? Rồi từ, coi coi ông uh, công an đập vào Thiền Nam mà chết mẹ có rồi nè công an đập vào Thiền Nam là có rồi vô 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 rồi tôi cắt cái like này nghe bà con. Thôi để tôi đi tìm tin tức nha ngày mai nói tiếp nha. Nè nói bậy nói bạ chúng tùm lum tà la phải không bậy gà thiến. <laughs> Rồi Tôn Phạm quen toàn ông lớn lên không có phải tin đồn Thôi Tôn Phạm nói như vậy thôi Còn ai tin không tuyệt, Cái này chỉ là tin đồn thôi nha Rồi tôi xuống nha bà con Tôi xuống để tôi đi kiếm là tỉnh Thất Đồng Lai Nha Rồi Nhà mình ở sát bên tỉnh Thất Lai đang bị phong tỏa Chết mẹ chưa đó Tôi nói rồi thôi nha Thôi xin tổng chào cô chú chị nha Cái này cũng chỉ là tin đồn Nghe chưa Rồi tôi đi kiếm À, thanh Quyền đang like hả Em làm like cũng chết nha Thôi tôi không nói nhiều Để từ từ đi Cái gì cũng vậy Để cho cơ quan chức năng Người ta xử lý Nhờ cô chú chị Và kết thúc cái live này, này Cái này cũng chỉ là tin đồn Nhờ cô chú chị Đợi cơ quan chức năng đi Tôi không muốn nói sâu nha Rồi xin tổng chào cô chú chị Cảm ơn cô chú chị rất nhiều Xin tạm biệt Bye bye